nay mình tháo con máy này ra để lấy linh kiện để gắp qua cái con máy của khách. Thì mình nghĩ rằng anh em có thể like cái video này ha, hoặc là lưu lại để xem sao, để mà anh em có thể làm cái tư liệu cho về sau khi mà anh em có đụng chạm tới cái dòng máy ngang, mà đặc biệt nhất là anh em tự làm ở nhà ha. Thì mình nghĩ nó là gì, cơ bản là vậy ha. Đây là cái con máy ngang của Nobi Nomsuch Pro, thì coi như nó là một trong những con máy nền tảng nhất về cái cách tháo lắp của tất cả những dòng máy ngang. Dù con máy có mắc tiền hay không mắc tiền thì cái cấu trúc của nó là ná vậy, cho nên mình mới khuyến nghị là anh em nên like cái video này ha, để về sau đó anh em xem lại ha, xem lại. Không mở được con này cũng mở được con kia anh em ha. Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc như ông bà mình nói vậy. Nằm sát ha, khó lên, dính dầu nè, có lớp dầu không, có lớp dầu nó mới bị hết mà, lớp dầu. Một con vít ba ke với một cái đứa mừ vậy thôi. Xả cái tay này ra chút xíu, đừng cho cứng quá. Cái một cái chú ý á là cái thứ tự và vị trí của tất cả các cái lông đen ha, anh em nhớ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nó chỉ có một hai cái thôi, nó chứ không có nhiều đâu nè ha. Đây nè, cái nè. Rồi. Cái phần trong này thì mình chú ý đến các cái lá lông đen ha. Đó, mình mở ra, tiếp tục mở ra. Nè, bắt đầu mình đếm nè ha. Nè, cái vị trí của miếng này là nằm ở quay mặt lên ha. Rồi trong cái lồng này thì nó có một miếng ở đây, thường thường là nó hai cong một thẳng anh em. Đây, đây miếng này thẳng nè ha. Rồi bỏ đây đi. Rồi tới miếng này thì chắc chắn dưới này nó sẽ là hai miếng cong. Đây hai miếng cong, nó là hai cong một thẳng, hai cong một thẳng. Đây rồi, xô lên cho anh em thấy nó cong ra sao ha. Nè, nên nó cong mỏng vậy nè, nó tạo cái lực ép anh em ha, tạo cái lực ép vậy thôi chứ không gì hết. Và trong này là cái bạc đạn ha, lay vô lên hết. Một ốc, hai ốc, ba ốc, giờ dưới này ốc là bốn ốc ha. Đây là con máy mới hoàn toàn, mình tháo ra để mình lấy đồ vết thay, sửa chữa cho anh em ha. Có nhiều khi là anh em mới mở lần đầu, chắc chắn nó sẽ có nhiều điều mới bỡ ngỡ, cho nên cái video này anh em nên like, có nghĩa là anh em xem lại về sau được ha. Đây cái bạc đạn, cái bun này cũng có bạc đạn ha. Rồi hết rồi, cái má này bên đây là xong này, còn khít lắm. Rồi giờ tới bộ nhông.
Đây là con máy mới hoàn toàn anh em thấy không nè. Chưa một miếng bận như tại vì nó máy mới bận gì. À, cho nên mình tháo từ con máy mới ra để mình thay đồ cho anh em. Rồi. Còn chú ý nè ha. Một miếng găng. Còn trên này mình để nguyên vậy ha. Để nguyên lại. Khi nào mà vệ sinh hay là bảo trì gì đó thì lúc đó mình mới là gọi là vệ sinh máy này. Còn hiện giờ thì nó đang rất là sạch sẽ. Rồi, vậy thôi. Để em giấy mình gõ lại cho nó đi. Tại nó là đồ mới mà. Rồi xong. Cái phần mình cần đó chính là cái con sâu lừa dây này để đem qua cho khách hàng ha. Rồi như vậy thì tới đây là còn hai ốc này nữa. Thôi mình con sâu lừa dây thì mình ok lấy này ra cho nó gọn cái máy đi. Cho nó gọn cái máy chứ không gì. Rồi. Những cái chi tiết nào trong cùng này của nó nè. Đây của nó nè. Của nó. Cái chi tiết nhỏ nhỏ này nè anh em. Sợ nó bị văng ra này nọ rồi đó thì mình bỏ nó vào cái chỗ khác. Rồi xong ha. Rồi nè. Để mở cái cốt này ra thì chắc chắn là phải mở cái miệng này ra, tại cái miệng này nó sẽ miệng này nè, nó sẽ đè cái cốt trắng này lại nè, cốt trắng nằm trong, cốt trắng nằm trong này, phải mở ra ha. Đây nó còn một cái che thêm một miếng nữa. Cái nào để nghe lắc gắt gắt nè anh em. Ha. Thì trong này chắc chắn là sẽ có lò xo với lại cái đầu đẩy lên ha. Cho nên đây cũng là cái bộ phận hết sức là cẩn thận chút xíu ha, chứ không gì. Đây nghe tại chỗ này anh em thấy bộ phận nè ha, bộ phận nhỏ xíu nằm đây nè, trong này là cái lò xo. Nè lò xo chỉ có chút xíu thôi, cái này mình sẽ cho nó vào một cái bịch nha. Rồi cái mình cần là cái này nè.
cái đời mới thì bên trong nó là tam giác nha anh em ha. Đời cũ nó trước, mà trước nó tròn, mà sau tròn luôn. Còn đời mới nè, bên trong nó là tam giác ha. Rồi tới đây là coi như cái bộ phận này mình để lại để dành sau, để cho những anh em sau người ta cần nè ha, ta sẽ alo cho mình. Rồi hôm nay thì mình chỉ giao cái cốt này ha, cái cốt này gắp vào cái máy khác cho khách. Tất cả những gì còn lại là đồ mới đó anh em, coi để coi mình còn thiếu gì đó thì alo cho mình 0917161979 ha. À, giá cả rất là bình dân nha anh em. Thí dụ như mỗi cái mặt nạ trong này nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Rồi cái clip này anh em nên lưu lại ha, để mà làm cái tư liệu về sau, để mà khi mình có đụng chạm gì tới con máy ngang thì cũng có một cái cách tiếp cận đơn giản đối với con máy ngang. Rồi xin chào anh em.